Chào mọi người nhé, đây là bạn nhuộm tóc rất là rộng luôn. Các bạn thấy độ rộng ạ, vai vai đây là vai người lớn nhá, có phải vai trẻ con không? Chị giang tay ra đó. Cho mọi người thấy độ rộng. Đấy, bạn này rất là rộng luôn, đến đầu gối của tay người lớn luôn nhá các bạn nhá. Chất liệu là ni lông PVC nhá, cái này rất là chống thấm nước này, tất nhiên là không thấm chứ không phải chống thấm nữa. Đấy, không thấm nước. Đường may chỉ rất là đẹp, rất là kỹ, từng đường chỉ một, may rất là đẹp, độ dày là vừa phải, dày dặn. Các bạn nhìn màu, nhìn chất liệu là biết. Đấy, đấy. Nó được khóa bằng dính nhá, dính trước cổ này, dính là tiện lợi luôn. Đấy. Rồi, chị tháo ra để giữa nhà em đo kích thước cho mọi người xem. Đấy, rộng lắm anh em nhá. Đây, chiều rộng của nó là 85 này. 85 nhá, chiều cao trên này. Chiều cao tổng cộng trên này là lên đến bao nhiêu? 60. Chị đo cho giữa này và trên. Đo đoạn này cho em đã. Đấy, đo đoạn này. Quay lại chứ. Đúng rồi. Đo cờ trên cao này xuống này. Để cho mọi người thấy. Hơi đo cờ cổ này xuống được. Cổ này xuống lên đây là 41. Anh nhá. Sản phẩm rất là tuyệt vời luôn. Đấy, bạn này rất là ok. Thì anh em chị em salon có mua hàng thì mình có bán ở trên trend đỏ, trên Shopee. Các bạn xem link ở phía dưới của video này để mà mua hàng nhé. Hoặc là cần thêm câu hỏi gì cứ comment ở phía dưới nhé. Shop mình ở Hà Nội nhé, ship code toàn quốc. Nếu mà ship ngoài hệ thống thì là ship nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán anh em nhé.